nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến, đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát khúc ca mẹ hiền. Vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tình nghệ sĩ hành khúc, nhạc và lời của Anh Bằng và Cao Minh Hưng. Vâng thưa quý vị, nhắc tới nhạc sĩ Cao Minh Hưng thì chắc chắn là quý đồng hương Việt Nam của chúng ta rất là thân quen với chương trình sinh hoạt của anh chị em trong câu lạc bộ Tình nghệ sĩ, mà Cao Minh Hưng là chim đầu đàn, là người đã cùng với nhạc sĩ Anh Bằng cùng là sáng lập viên, và một số các vị nhạc sĩ cũng như là học giả nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta đã đứng ra cố vấn và góp phần xây dựng và phát triển cho đến ngày hôm nay. Và Như Hảo cũng xin được nhắc vài nét đặc biệt về người tài hoa Cao Minh Hưng. Tháng 9 năm 1988, lúc đó Hưng mới 19 tuổi, cùng gia đình gốc quân y Việt Nam Cộng Hòa đến định cư tại Lư Lơ Sài Gòn theo diện bảo lãnh đoàn tụ. Và 7 năm sau, Hưng đã tốt nghiệp bác sĩ, nha khoa, thưa quý vị. Rồi những năm kế tiếp, Cao Minh Hưng bước vào sinh hoạt văn chương nghệ thuật, viết văn, soạn nhạc và dẫn dắt câu lạc bộ Tình nghệ sĩ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong công tác phục vụ cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và bên cạnh đó cũng còn là một võ sư của Việt Võ Đạo nữa, thưa quý vị. Có thể nói Cao Minh Hưng là một người trẻ tài hoa và đầy nhiệt tình phục vụ trên nhiều lĩnh vực trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và hôm nay Như Hảo xin được phát cái bài hát vừa rồi để được chào đón Cao Minh Hưng trong câu chuyện tâm tình về buổi ra mắt sách vào ngày 16 tháng 7 2017 tới đây tại tòa soạn của báo Việt Báo. Đó là cuốn sách mang tựa đề My Life và những câu chuyện ngắn của Cao Minh Hưng. Vâng, và bây giờ thì xin được mời Cao Minh Hưng gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Mẹ Việt Nam rất thân thương của Cao Minh Hưng. Cao Minh Hưng trước hết là xin trân trọng kính chào quý vị, phải nói rất là thân thương thính giả của Đài Mẹ Việt Nam cũng như là chú chị Như Hảo, giám đốc của Đài Mẹ Việt Nam. Vâng, và Cao Minh Hưng ơi, chị biết là Cao Minh Hưng viết văn từ lâu rồi, từ cái lúc mà được giải thưởng về nước Mỹ năm 2007 của báo Việt Báo. Nhưng mà tại sao tới bây giờ 10 năm sau mới có cuốn sách đầu tiên ra mắt? Kính thưa chị, cảm ơn chị Như Hảo đã đặt cái câu hỏi này. Thì đúng như vậy thưa chị, Cao Minh Hưng bắt đầu tham gia vào giải thưởng viết về nước Mỹ từ năm 2007 với những người chủ xướng là nhà văn Nhã Ca cũng như là thi sĩ Trần Gia Từ của Việt Báo. Thì thấm thoát mà đã 10 năm trôi qua thì rất là nhiều công việc bận rộn, công việc gia đình rồi những sinh hoạt của câu lạc bộ Tình nghệ sĩ. Thì thật ra mình không bao giờ có ý nghĩ là sẽ thực hiện một quyển sách. Thì cũng gần đây thì bạn bè mới khuyến khích, nói là những cái câu chuyện của mình được đăng ở đây đó thì thôi thì gom lại để tuyển chọn những cái quyển chuyện nào mà mình ưa thích vào một quyển sách, để sau này có thể là một cái kỷ niệm của trong cái cuộc đời mình khi mình viết những câu chuyện như vậy. Thì đó là lý do mà quyển sách My Life và những câu chuyện ngắn lần này sẽ được chính thức ra mắt để gửi đến quý vị độc giả gần xa, thưa chị. Vâng, và ngoài ra thì chị Như Hảo còn được biết là tất cả cái số tiền mà thu được về cuốn sách My Life và những câu chuyện ngắn của Cao Minh Hưng thì sẽ tặng cho giải thưởng bé viết văn Việt của Việt Báo, có đúng không vậy Cao Minh Hưng? Thưa chị, đây cũng là một cái việc mà Cao Minh Hưng nghĩ là muốn ghi ơn những cái công sức của những quý vị, đặc biệt như là cô Nhã Ca, chú Trần Gia Từ của Việt Báo, những người phải nói là bỏ rất là nhiều công sức, những tâm huyết từ cái giải viết về nước Mỹ cho những người mà phải nói là trưởng thành cho đến các em thiếu nhi sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ. Thì giải thưởng bé viết văn Việt cũng là một cái giải thưởng mà nếu quý vị đọc những cái bài viết của các em trên Việt Báo hàng tuần thì các em sinh ra và lớn lên nhưng mà viết tiếng Việt rất là giỏi, những bài viết rất là hồn nhiên. Thì Cao Minh Hưng nghĩ rằng cái công việc của mình khi mà ra mắt sách, những cái số tiền mà quý vị đến ngày hôm đó cũng là một cách để cùng chung tay với Cao Minh Hưng để khuyến khích, để yểm trợ cho cái giải thưởng này, để khuyến khích con em chúng ta tiếp tục bảo vệ cái công việc bảo tồn văn hóa Việt Nam chúng ta, thưa chị. Đó là một cái nhã ý rất là đáng trân quý của những người trẻ đã thành đạt như Cao Minh Hưng, luôn quan tâm và nâng đỡ các em của thế hệ tương lai. Nên câu lạc bộ Tình nghệ sĩ còn có chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Vâng, thì
chị Như Hào rất là vui được nói chuyện với Cao Minh Hưng hôm nay và chúc Cao Minh Hưng thành công trong buổi ra mắt sách tới đây ngày 16 tháng 7, 2017. Và một lần nữa, Như Hào xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả tự truyện My Life và những truyện ngắn của Cao Minh Hưng, sách dày 314 trang. Với hình bìa tác giả đang ngồi suy tư, xa xa là hình ảnh quê nhà Việt Nam, có phần Anh ngữ để thích hợp cho các em nhỏ sinh ra, lớn lên ở hải ngoại tìm đọc. Nếu quý thính giả có nghe chương trình này mà không đến tham dự được buổi ra mắt sách thì có thể liên lạc với Cao Minh Hưng ở số điện thoại 714-403-9315, 403-9315. Mến chúc Cao Minh Hưng thành công trong buổi ra mắt sách sắp tới đây và cũng rất mong có nhiều buổi ra mắt sách trong những năm tháng tới nha. Rất là cảm ơn chị Dương Hảo và Cao Minh Hưng cũng mong muốn quý vị thính giả của Đài Mẹ Việt Nam sẽ đến tham dự trong buổi ra mắt sách ngày 16 tháng 7 với quyển sách tựa đề My Life và những câu chuyện ngắn. Tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát.